Chào các bạn, mình là Tính đây. Và hôm nay kênh Thủ Đọc Hay và Vlog xin chia sẻ tới các bạn cách để tạo một tài khoản Gmail mà chúng ta không cần phải xác minh bằng số điện thoại. Thì thông thường cái Google nó yêu cầu các bạn tạo một tài khoản Gmail mới, các bạn phải có cái một tài khoản email từ trước và một số điện thoại mới để nó yêu cầu chúng ta phải xác minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn không phải xác minh qua số điện thoại cũng như là qua tài khoản email cũ. Thì cái này nó yêu cầu các bạn có một cái điện thoại Android. Ở đây thì mình đã có rồi và đã được kết nối mạng, thì cái điều này là hiển nhiên. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Trên mỗi chiếc điện thoại chúng ta sẽ kéo xuống cái phần tài khoản và vào phần Google. Chúng ta điền vào tài khoản Google. Ở đây thì cái điện thoại của mình đã đăng nhập vào cái tài khoản email trước, Gmail trước, thì mình sẽ phải đăng xuất ra. Thì các bạn điền vào, nếu mà các bạn đã được đăng nhập vào một cái tài khoản Gmail trước thì các bạn điền vào đây và ấn vào sử dụng tài khoản khác. Sau khi ấn xong thì các bạn đợi cho nó load một tẹo để cho nó đang xác minh thông tin. Ok, sau khi nó đã hiện ra như thế này, chúng ta sẽ điền vào cái góc bên trái dưới cùng màn hình vào tạo tài khoản. Chúng ta điền tên vào. Chúng ta ấn tiếp theo. Nó yêu cầu các bạn điền ngày tháng năm sinh vào thì các bạn nên điền đúng. Các bạn điền vào thêm vào giới tính. Tiếp theo, chúng ta ấn vào tiếp theo. Ở đây nó yêu cầu các bạn điền tên người dùng, thì mình khuyên các bạn nên để cái tên người dùng có cả chữ và số, bởi vì cái tên người dùng này rất là nhiều người trùng lập, cho nên là chúng ta nên để cả số vào nữa để đỡ bị trùng lập với tên người khác. Ở đây mình tên là Tính và họ Nguyễn, thì mình sẽ điền là thể dụ, là mình điền là Nguyễn Tính 9x04, cái phần đuôi 9x04 như thế này để cho đỡ bị trùng lập với tên người khác. Sau khi xong chúng ta ấn tiếp theo. Sau khi chúng ta ấn tiếp theo, nó yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu, thì các bạn điền mật khẩu làm sao để dễ nhớ đối với bạn và khó nhớ đối với người khác, và ít nhất phải có 8 ký tự. Thì mình khuyên các bạn để cả chữ và số, như vậy thì sẽ khó đoán hơn. Đó, chúng ta ấn tiếp theo. Sau khi xong chúng ta ấn tôi đồng ý. Và nó có cái phần bảo mật điều khoản, chúng ta lại kéo xuống và ấn vào tôi đồng ý. Chúng ta ấn tiếp theo. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo một tài khoản Gmail mới mà không bị xác minh qua số điện thoại cũng như là qua nick email mới, email cũ. Thì ở đây thì cái nick mail của các bạn thì các bạn có thể tùy chọn sử dụng với tài khoản Google. Các bạn cũng có thể tạo tài khoản Facebook hoặc là vào Google cộng hay là vào YouTube để tạo tài khoản mới. Thì cái video của mình xin chia sẻ đấy đây thôi. Nếu mà các bạn thấy hay mà thấy bổ ích thì ấn nút like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.